Các bạn thân mến, hôm nay tôi lại được gặp gỡ các bạn và sẽ được cùng chia sẻ với các bạn vai trò tính dục trong hôn nhân. Các bạn thân mến, hôn nhân là hệ quả của một cuộc tình giữa hai người nam nữ sau những cuộc hẹn hò thề non hèn biển. Ước gì anh lấy được nàng Thì anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Phải chăng tình yêu đã đạt tới cùng đích của họ Khi đưa được nàng về dinh Thưa không Các bạn thân mến Tình yêu được đâm chồi nệ lộc qua giao ước của hai người nam nữ để hướng tới cùng đích của tình yêu chính là đơm hoa kết trái. Như vậy, mục đích của hôn nhân Kitô tô giáo theo giáo hoàng Phaolô thứ sáu được trình bày trong thông điệp Humane Vitae như sau. Trong hôn nhân, vợ chồng dâng hiến thân xác cho nhau bằng một cử chỉ đặc biệt và giới hạn giữa hai người để kết hợp với nhau nên một với một mục đích giúp nhau phát triển con người và cộng tác với thiên chúa để sinh sản và giáo dục những sự sống mới từ đó các bạn thân mến chúng ta có thể thấy mục đích của hôn nhân theo giáo hội bao gồm có hai chiều kích ổ tương cho nhau và không thể tách rời nhau được. Được tóm gọn theo giáo luật trong điều 1055 triệt một như thế này. Trước tiên, giao ước hôn nhân từ bản chất hướng về thiệt ích của đôi bạn. Thứ hai, là để sinh sản và giáo dục con cái. Công đồng Vaticano II đã nhấn mạnh hôn nhân và tình yêu vợ chồng tư bản tính quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã phán, đàn ông ở một mình không tốt, người là đứng từ buổi đầu đã dựng nên một người nam và một người nữ chính thiên chúa muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công cuộc tạo dựng của người người đã chúc lành cho người nam và người nữ ngài nói các người hãy tăng gia sinh sản làm nảy sinh sự sống hoặc hướng tới việc làm cho sự sống được xuất hiện là yếu tố không thể tách rời khỏi đời sống lứa đột. Yếu tố này thuộc về bản chất của tình yêu vợ chồng. Do đó, trước khi đôi bạn thể hiện giao ước hôn nhân một cách công khai trước sự chứng kiến của giáo hội qua thừa tác viên chứng hôn hợp pháp của hội thánh và hai người làm chứng. Đôi bạn còn được yêu cầu tỏ bày cách minh nhiên về sự tự do kết hôn và nhất là sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh. Như vậy, các bạn thân mến rõ ràng khi nói đến hôn nhân là phải nói đến sự sống quả thật hôn nhân chỉ có thể hình thành trên nền tảng của yêu thương được hiểu theo trật tự tạo thành bởi hôn nhân là một định chế được thiên chúa thiết lập ngay từ buổi đầu của công trình tạo dựng chiếu theo bản tính của ngài là tình yêu do đó những đôi hôn phối được kết hợp không phải không phát xuất từ tình yêu đều đi ngược với thánh ý. Điều đó làm cho đôi hôn phối khó đạt tới sự tiện ích mà định chế hôn nhân mong muốn. Đó là sự thủy chung mãi trung thành và tôn trọng lẫn nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Bởi thẳm sâu của đình chế hôn nhân, Thiên Chúa thiết lập, chính qua đình chế này, con người cộng tác với Ngài làm cho sự sống được nảy sinh. Vì thế, Ngài chúc phúc cho hai người nam nữ, hãy sinh sôi nảy nở ra nhiều. Như vậy, thưa các bạn, việc sinh nở để là hoa quả tốt đẹp mà tình yêu hôn nhân hướng tới bởi tình yêu chỉ đúng nghĩa khi tình yêu luôn luôn hướng tới sự phong nhiều tức là làm cho việc kết hợp giữa đôi vợ chồng không dừng lại ở việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý nhưng còn phải là hướng tới việc làm nảy sinh một sự sống mới sự sống được kết tinh bởi máu thịt của hai vợ chồng bởi đó đức thánh giáo hoàng phao lô đề lục trong thông điệp humane vitae sự sống của con người đã nhấn mạnh nhiệm vụ lưu truyền đời sống là một nhiệm vụ trong đại của đôi phối ngẫu một nhiệm vụ khiến họ trở nên những người tự động tham dự vào trách nhiệm tạo dựng của đấng tạo hóa. Các bạn thân mến, Thiên Chúa không muốn sự trao hiến của vợ chồng dừng lại trong hành vi nhằm thỏa mãn nhu cầu mà người ta thường nói là nhu cầu nhân sinh nhưng trong một ý nghĩa lớn lao hơn, Ngài còn làm cho việc trao hiến đó trở thành phương thế cộng tác với Ngài để trao ban sự sống cho một con người khác. Việc cộng tác làm nảy sinh sự sống này là dấu chỉ chứng minh tình yêu vợ chồng có giá trị đích thực. Công đồng Vaticano trong hiến chế mục vụ Gaudium et đã minh định tư bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp định cao quý của hôn nhân. Và khi nói đến sinh sản thì không thể nói đến tính dục bởi đó xin được nói với các bạn mối tương giao giữa tình yêu và tính dục khi nói tình yêu hôn nhân làm nảy sinh sự sống chúng ta không thể không nói tới một yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo sự sống đó là tính dục khi nói đến tính dục người ta thường đồng hóa với tình dục và mặc cho nó một chiếc áo tiêu cực vì coi đó đơn giản chỉ là một chuyện quan hệ tình dục. Nói như thế các bạn thân mến, tội nghiệp cho tình dục quá. Bởi nói như Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 chính đấng tạo hóa đã muốn rằng trong nhiệm vụ truyền sinh, đôi vợ chồng cảm thấy một niềm vui thụ và thỏa mãn nơi thân xác và tinh thần. Vì vậy, vợ chồng chẳng làm điều gì xấu xa khi tìm kiếm và tận hưởng sự khoái lạc đó. Họ đón nhận những gì đấng Tạo hóa đã ban cho. Tuy nhiên, họ phải biết giữ gìn tiết độ. Đức Benedicto thứ 16 trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu đã trình bày Điều mà trong sách sáng thế nói đến đó là việc Adam lìa bỏ mọi sự để tìm đến với Eva và cả hai gắn kết với nhau để nên một xương một thịt như là hành vi của tình yêu qua ngôn từ Hy Lạp Eros. Có nghĩa là một tình yêu chất chứa đầy khát vọng và thèm muốn điều đó nói lên hai chiều kích này một là eros như được cắm rễ sâu trong bản tính của con người adam luôn đi tìm và lìa cha mẹ để gặp cho được người đàn bà và cả hai kết hợp lại nên một nói lên tính trọn vẹn của con người cả hai trở thành một xương một thịt. Điều thứ hai cũng quan trọng không kém. Ngay từ lúc sáng tạo, Eros hướng con người đến hôn nhân, đến sự ràng buộc, đến sự duy nhất và dứt khoát. Như vậy rõ ràng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người có nam, có nữ và đặt để trong bản tính con người một yếu tố đặc biệt như động lực thúc đẩy họ tìm đến với nhau để có thể kết hợp với nhau và làm nên một thân xác đó là yếu tố tính dục nó là một phần làm nên tình yêu chính tính dục này thúc đẩy và dẫn tới tình dục tức là hành vi trao hiến trọn vẹn cho nhau hầu đem lại một cảm xúc hoan lạc sâu xa nó đem lại sự quân bình cho cuộc sống làm cho vợ chồng ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu nghĩa là vừa biết trao hiến vừa biết đón nhận trong sự tôn trọng và yêu thương nhau điều này rất cần thiết cho sự thủy chung của vợ chồng và sự êm ấm của gia đình mục đích của tình dục không chỉ là mang lại sự hoan lạc nhưng nó còn dự phần vào công việc tạo dựng của thiên chúa qua việc làm nảy sinh sự sống mới hiểu như thế thưa các bạn chúng ta sẽ thoát khỏi sự lầm lạc cho rằng tình yêu là tình dục có nhiều bạn trẻ chủ trương Tình dục là điều kiện để tình yêu được tồn tại. Và khi yêu mà không nói đến chuyện tình dục và không cho chuyện tình dục xảy ra thì cần phải coi lại chuyện yêu đương này. Có bạn còn cương quyết như thế này. Khi yêu, nếu bạn gái không đồng ý chuyện ấy là sẵn sàng chia tay. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy đã nhận định tình dục là phần không thể thiếu của tình yêu và nó là một thú một chút gia vị một chất xúc tác để tình yêu bền chặt và thăng hoa tình dục phải coi đặt làm sao có chỗ đứng nhất định của nó trong mối tương quan lứa đôi thế nhưng một tình yêu đặt nền tảng chủ yếu là tình dục thì thật là mong manh và tình yêu ấy có thể tồn tại không lâu nghĩa là yêu để được tình dục yêu chỉ vì muốn có được điều đó thì chuyện chia tay dĩ nhiên dễ dàng xảy ra và những người đang yêu những cặp tình nhân trước khi có chuyện đó nên cần có trách nhiệm chứ không đơn thuần là giải tỏa nhu cầu sinh lý các bạn thân mến. Khi tạo dựng thiên Chúa đã đặt để khả năng tính dục trong con người như là động lực để con người tìm đến nhau và thiết lập mối tương quan yêu thương. Khi nói đến tính dục, chúng ta đừng nghĩ đơn giản chỉ là chuyện lên giường, một sự ngây ngất trước vẻ đẹp khiến người ta nảy sinh sự yêu thích, lòng ham muốn để rồi Nhớ ai bồi hồi bồi hồi Như đứng đống lửa Như ngồi đống than Việc nhớ nhung đó Khởi sự tỷ yếu tố tính dục Trong kho tàng ca dao Việt Nam chúng ta Chúng ta tìm thấy cha ông mình Diễn tả rất thú vị Về quá trình hình thành một cuộc tình Mình về mình nhớ ta chăng Ta về ta nhớ hàm răng mình cười hay là đầu năm ăn quả thanh niên cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bồng vì cam cho quyết đèo bồng vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương nhan sắc của người con gái làm cho những chàng trai phải lòng cổ tay em trắng như ngà còn mắt em liếc như là dao câu Miệng cười như thể hoa ngâu Cái nón đội đầu như thể hoa sen Tuy nhiên Các bạn thân mến đừng hiểu lầm người ta yêu nhau Là chỉ tìm đến sự khoái cảm thể xác Và đơn giản là giải quyết nhu cầu sinh lý Nhưng phải hiểu trong tình yêu hôn nhân Đồi phối ngẫu thực hiện hành vi giao tình dục Trước tiên là mang lại cho nhau nguồn hoan lạc. Nói theo giáo huấn của giáo hội, tính dục là nguồn mạch của hoan lạc và vui thú. Chính nguồn hoan lạc này làm cho hai người lệ thuộc nhau đến nỗi khiến họ không còn là ai mà là một. Một thứ thể trọn vẹn nếu thiếu vắng người kia. Để rồi với nguồn hoan lạc này, hướng tới việc bảo tồn nòi rồng do đó các bạn việc sinh sản là chiều kích căn bản của tương giao tính dục con cái vẫn là mục tiêu không thể tách rời trong việc kết hợp vợ chồng vì nó nằm trong ý định của đấng tạo hóa khả năng kiến tạo sự sống được chịu được chứa đựng trong chính khả năng tính dục Tình yêu được mở ngỏ cho sự sống Như phần thưởng cao quý nhất của hôn nhân Và trong tình yêu vợ chồng có trách nhiệm Do đó, thưa các bạn Mọi hành vi tính dục tách rời khỏi mục đích chính yếu của hôn nhân Nếu chỉ quan tâm đến việc quan hệ tình dục Coi đó là chuyện bình thường là nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người mà không để ý đến mục đích của tính dục thì nó chỉ làm phát sinh một nền văn minh đồ vật. Trong đó con người bị sử dụng chẳng khác nào như một thứ đồ vật. Tính dục luôn phải được thi hành trong mục đích và giá trị mà Thiên Chúa đã hướng đến cho việc truyền sinh và giáo dục con người mới nhằm mang đến lợi ích tốt đẹp và cao quý cho con người qua mọi thời đại và nâng cao phẩm giá của con người cách đích thực và ý nghĩa các bạn thân mến tôi xin được kết thúc buổi chia sẻ hôm nay và buổi chia sẻ tới tôi sẽ tiếp tục khai sáng ra về cái đặc tính tính dục của trong hôn nhân để chúng ta hiểu được tại sao giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta phải tôn trọng sự sống thân ái chào các bạn